Chào mọi người nha. Nay mình đi làm ở trên đồi này. Thì mình đang bóc quế, đang bóc vỏ cây này. Thì phát hiện bên cạnh có một tổ chim này nha. Giờ mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây mọi người ơi, tổ chim nó trong cái hốc đất này. Đây, mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Đây, có cả con mẹ nó cũng đang ở trong này. Ổ này thì cũng mới nở chắc được 2-3 hôm thôi. Này là chim cú nha. Đây mọi người. Đây, những con chim cú mới nở. Mình để mình xem nó có bao nhiêu con nhé. 3 này. 4 con này. 4 con ở trong cái tổ này mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đẩy con vào cho mẹ nó ủ nhé, để không làm phiền nó nữa nhé. Đây cả nhà ơi, trên ngọn cây này mình lại phát hiện có một tổ chim nữa nhé. Đây cái tổ nó trong cái nùm nùm đen đen đây này. Giờ mình sẽ trèo lên để kiểm tra xem là tổ chim gì nhé. Đây mọi người ơi, mình vừa leo lên ngọn cây rồi nha. Giờ mình sẽ kiểm tra xem tổ chim nó là tổ chim gì nha. Đây mọi người ơi, đây là tổ chim của một loài chim đớp ruồi Hải Nam nha. Đó, con bố mẹ nó đang hót ở ngoài đó. Đây, đang bắt đầu mọc lông ống. Có 4 con nha cả nhà. Bốn con rất là đẹp. Rồi, mình sẽ để nó ở đây nha.